mẹ ơi nè con à ra coi có ai xin hỏi ai vậy đi chú chị hả chứ chị đang làm cái gì ở đây vậy chị chỉ đi ngang qua đây thôi nếu việc của mình đi mẹ vẫn khỏe chứ chị quan tâm tới mẹ từ khi nào vậy nào hết ai ngoài đó vậy con dạ không có ai đâu mẹ mẹ cứ nằm nghỉ đi ha mẹ không khỏe hả chị nghĩ là ở tuổi này thì mẹ mình như thế nào được đây chứ ai vậy biên chun e cha hả có phải là e cha của mẹ không vậy chào mẹ thái của tôi sao tới bây giờ con mới về hả vậy hả vào nhà ăn cơm đi con đi con vào nhà đi mẹ nghĩ bây giờ mà chị ấy vẫn chưa ăn hay sao vào nhà đi con mẹ rất vui vì con đã về nhà mẹ Đổi gì chuyện gì chứ. Chỉ cần gặp được con là mẹ vui lắm rồi. Mẹ chỉ ước là mẹ được gặp vào nhà đi con. Chúng ta vào nhà ăn cơm đi con. Ồ, oh, bà về rồi hả? <laughs> con chào ba Tới đây làm cái gì Ba vẫn trận tụi con sao Ba không muốn nói chuyện với những kẻ phản bội Ba Con đến chi vậy Mẹ vẫn chưa gọi điện về hả ba Ba khó mà liên lạc được với mẹ của con Ba nói là bà ấy quá bận rộn để nuôi dạy các con Và chẳng có lúc nào được vui vẻ hết Quá ra là vậy Trời ơi Ba mẹ Mặc dù chúng đều được nuôi dạy bằng cả tình thương yêu Hey. ủa ba ba đang nấu cơm cho mẹ đúng không không có đâu không phải vậy đâu hả huh. ôi <laughs> mẹ mà biết chắc sẽ cảm động lắm luôn á <laughs> à đúng rồi con nên họ đang lo lắng lắm trời ơi bây giờ mày đặt quan tâm tới mẹ của con thôi <laughs> mà ba tại sao tụi con lại không lo lắng được chứ quá ra là vậy em biết mẹ không bao giờ chịu khuất phục chúng ta rồi mà Mẹ thậm chí cũng chưa bao giờ nhắm mắt làm ngơ Được rồi Chị biết rồi Mẹ Sao mà hôm nay mẹ đón con trễ vậy Con đó Ờ Cho mẹ xin lỗi nha Hôm nay mẹ nhiều việc quá Chúng ta ăn thôi à, Mina à, không nấu cơm trước khi đi làm rồi. Lina nè, chúng ta ăn mì ăn liền được không? Không chịu đâu, lúc nào mẹ cũng cho con ăn mì ăn liền hết. Ừ. Vậy thì con chịu khó nhịn đói một chút, giờ mẹ sẽ nấu cơm cho con. À, vậy thì may quá. Dạ em biết rồi chị. Có chuyện gì sao? À, em nghĩ là mẹ bỏ nhà ra đi rồi. Cái... Sau khi để lại những cái hộp này nè, thì mẹ không chịu nghe điện thoại của tụi em nữa. Rồi sao nữa? Ba nói là mẹ đầu óc quay khỏa và nói là tụi em đừng có tìm mẹ nữa. Mẹ cũng thiệt là, nhưng mà cũng tốt, vì bây giờ. Tại sao em để nó ở đó? Em sẽ để nó ở đó. Tại sao vậy? Ừ, chúng ta có quá nhiều thứ cần phải cho qua. Chúng ta không thể mang mọi thứ đi được. Ừ, nhưng mà dù sao thì chuyện đó thì em biết. Em có cảm giác mẹ đã cắt đứt sợi dây ràng buộc với em rồi. Bằng cách trả lại chiếc yếu là để dọa em. Vì em đã không nghe lời của mẹ và không còn là con của mẹ. Ý mẹ là vậy đó được. Em không thể sống theo cách mà mẹ em muốn suốt cuộc đời được. Anh xin lỗi. Anh có thể là một người đàn ông được mẹ em yêu quý. Anh thôi đi mà. Thành vợ chồng rồi. Anh nghĩ như vậy thì có ích gì đâu. Ông xã à, chúng ta ăn tối thôi. <laughs> Anh đoán coi hôm nay em nấu gì? Gà xào cây ơi, ừ, đó là món duy nhất em biết nấu mà. Em sẽ nghĩ ra món mới trước khi anh quá chán món gà xào cay. Anh <laughs> à, đã nói với em một chuyện trước kia không? Về ba của cậu bé đã cho anh quả tim đó. Ờ, à, có phải là... Ừ, <laughs> thật ra anh đã không thể liên lạc được với ông ấy kể từ lần viết thư cho ông ấy 15 năm về trước. Nhưng mà... Chuyện gì vậy? Có ai đó đã để lại số điện thoại cho anh Khi anh tới thăm bác sĩ Kim Sơn Ho Và anh đã gọi tới số điện thoại đó Quá ra người đó à, Thật vậy hả? Ừ Vì vậy Ngày mai anh sẽ đi gặp ông ấy Anh đã không thể gọi điện thoại cho ông ấy được Bởi vì anh quá bận <laughs> Lo lắng giống như anh sắp gặp người ba đã thất lạc từ lâu của mình vậy ừ, Em có cần đi cùng với anh không? Anh có thể Vậy em đi cùng với anh nha Chị dâu Sao vậy em? Ừ, sao vậy? Em nghĩ chị ấy thật là lanh lợi Đã tự đi đăng ký kết hôn với người yêu Mặc dù ba mẹ chị đều phản đối ừ. Nhưng dù sao Chị dâu vẫn ủng hộ chị ấy đúng không? Chị có thể làm gì được Mọi chuyện đã xảy ra rồi đăng ký kết hôn với anh Sơn Chê trước không? Chị sẽ là người làm chứng cho tụi em chứ Chưa nghi à Em không, em có biết vấn đề nghiêm trọng lắm hay không? Bởi vì những gì mà em chị đã làm cho nên là mẹ của chị đã cắt đứt liên hệ với tất cả tụi chị và đã bỏ nhà đi. Em nghĩ đó là chuyện đùa không hả? Em với anh Sơn Chê đều rất nghiêm túc trong chuyện này đó. Em đừng đề cập tới chuyện này nữa. Chỉ nghe tới mấy từ đăng ký kết hôn thôi mà chị đây đã... lại tàn nhẫn như vậy. Em nói với chị bởi vì em nghĩ chị là người sẽ hiểu được cảm giác của em trong lúc này nhất. Nhưng chị lại giúp em gái của chị kết hôn. Nhưng chị lại không cho em nói về chuyện này. Ý của chị không phải như vậy. Thôi khỏi đi. Chị hãy quên chuyện. Ừ, In Sơn à, em ra ngoài một chút đi. Ba có chuyện muốn nói với em kìa. Ồ. Oh. <laughs> phải làm sao? Cuối cùng thì ba cũng đã trả lại được chỗ thuốc cũ và đổi lấy thuốc mới rồi. Tụi con cũng uống gần hết rồi. Ba vẫn đổi được sao? Tên ấy không có tác dụng mà Ông ấy Nói thuốc mới này sẽ vô cùng hiệu quả Ông ấy nói nếu ba lấy dù chỉ một hộp Thì Ôi ba tụi con thật sự đã rất cố gắng rồi mà Nếu như con thật sự cố gắng Thì ba đã nhận được tin vui từ mấy tháng trước Con bé vẫn chưa có thai Trong khi cả hai đứa đều là những người khỏe mạnh mà Trời ba Tụi con tự giải quyết được chuyện này mà Đừng có quên Uống thuốc này sau mỗi bữa ăn đó nha và các con phải làm tất cả mọi thứ có thể để hãy đảm bảo sẽ thành công hãy chỉ nghĩ đến chiến thắng phải tiến lên tiến lên không được hiểu chưa dạ quyết thắng quyết thắng nghĩ kể từ bây giờ cuối cùng cả nhà xong á thì hãy về thẳng phòng của mình ba sẽ phụ trách việc dọn dẹp và rửa chén dĩa cho tụi con vì vậy việc của bọn con... Thôi mà ba... Hãy tắt đèn và đi ngủ vào đúng 9 giờ tối. 9 giờ là lúc đèn trong phòng các con phải được tắt hết. Ba, tụi con còn công việc phải làm mà. <laughs> Từ 9 giờ trở đi. Hai đứa chỉ được làm việc để có con thôi. Phải... Ê trời, đã 9 giờ, kém 5 phút rồi. Bây giờ bọn con hãy lên nhà đi. À, à, Tôn lệnh à, Đi đi à, Ba ơi ba à, à, Anh ơi Có chuyện gì vậy Ba có biết là nó đã nói gì không Nó muốn coi là người làm chứng cho nó đó ba à, Anh ơi Trung y cần người làm chứng Làm chứng chuyện gì vậy Ít đây. Bởi vì á, Nó muốn đăng ký kết hôn trước Và nó muốn coi làm chứng cho nó đó Đứng lại đó à. Trung y à còn lại đây Có phải ba nghe thấy mấy từ Đăng ký kết hôn hay không? À, à À con giỡn thôi Giỡn thôi thể làm người làm chứng Cho nên á à, Con mới nói với anh ấy Chuyện đó thôi Sao con có thể lấy chuyện đó ra đùa giỡn được? Sao một đứa con lấy đùa giỡn? Nếu như em Còn nói như vậy một lần nữa Em sẽ gặp rắc rối đó Em nói là em giỡn mà Thiệt <laughs> hey, tật Phải cẩn trọng trong lời nói trước mặt bọn trẻ mới được Trời ơi Thế hey hai con về phòng và tiến hành liền đi đi mau lên nhanh dạ thưa rõ chúc ba ngủ ng <cười> 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 em muốn hết chỗ thuốc này mà vẫn không có thai thì chắc là ba sẽ giận em lắm đó ơi ừ, ba sẽ không làm như vậy đâu em đừng có để mình bị áp lực điều đó ừ. <laughs> 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 Ôi. em có cần anh giúp gì không? có nhiều việc phải làm không? chỉ một chút thôi. Ôi, in sơn Anh massage da cho em nha à, Anh chân cưng à, để cho em một mình đi Em phải gửi cái này đi trong vòng 2 tiếng Nên là hãy mặc kệ em đi nha Ừ, anh chỉ là con rối thôi hả à, Em đâu có nói như vậy đâu anh Bây giờ em phải làm xong Anh bị làm sao vậy Có phải là anh lo lắng là em sẽ không có thai được hay không hả Không phải là chuyện em bé đâu Mà là chuyện của chúng ta Dù sao anh là gì của em hả Anh biết câu trả lời rồi mà Ờ Anh thật sự không biết đó Sao Em luôn đặt công việc lên hàng đầu Sau đó anh Còn anh là người cuối cùng trong danh sách Em nghĩ anh là người em có thể lờ đi Và việc anh có mặt ở đây hay không Không quan trọng đúng không Sao anh lại nói như vậy chứ Em chưa bao giờ đối xử Đã bao nhiêu lần chúng ta lên giường cùng lúc với nhau Chúng ta là vợ chồng hả Vấn đề ở đây là việc Lên giường cùng lúc với nhau hay sao anh Anh biết là em đang Thì chúng ta cũng cần thời gian dành cho nhau mà Đó là mục đích của hôn nhân Em đã dành bao nhiêu thời gian cho anh vậy Mỗi ngày em nghĩ tới anh hết bao nhiêu lần em không thể trả lời đúng không? Kết luận là anh chẳng quan trọng gì với em hết đúng không? Anh đối với em đôi khi cũng giống như công việc của em vậy thôi. Phải như vậy đâu mà anh. Anh biết là anh quan trọng đối với em như thế nào mà. Anh nói vậy làm cho em buồn lắm đó anh à. Được rồi. Ngài anh đi đâu vậy? Ôi. Ai... chúng ta ăn thôi con còn đông đi con ăn một ít thích lắm mà ừ trời ơi sao nhìn con bây giờ xanh sao xa quá vậy con ăn nhiều vô cho bổ máu đi con một ít trước khi tới đây rồi mẹ con từ từ ăn thêm đi ăn đi con mẹ vẫn đợi con sau bao nhiêu năm chứ bao lâu không quan ở đây là đủ rồi phải rồi các con của con đã lớn lắm rồi phải không dạ chúng đều lớn rồi mẹ có biết chúng đã thành công như thế nào không một đứa là giáo sư tiến sĩ và một đứa là bác sĩ những thành tích và khen thưởng chúng nhận được có thể chất đầy một hộp lớn và bọn chúng cũng rất xinh đẹp nữa lấy chồng và các con rể của con đều là những chàng trai rất tốt bởi vì con rất là thông minh con cũng như vậy bọn trẻ thực sự là những gì quý giá nhất của cuộc đời thời gian con nuôi dạy chúng đã trôi qua nhẹ nhàng có phải là con có ba đứa con gái và một cậu con trai không ba của con đã đợi con một thời gian dài thì ba của con vẫn hỏi là con có tới không cho nên con nhiều quá mẹ bây giờ con bận như thế nào đâu vì bây giờ con là người dẫn chương trình mua sắm qua truyền hình đó mẹ bây giờ con phải đi rồi trời ơi mẹ biết là con rất bận nhưng mà bây giờ muộn rồi sao con còn phải đi con không biết con sẽ gặp lại mẹ đâu con làm sao vậy con không khỏe Ủ, có phải không không sao đâu mẹ con ổn con không sao đâu con con có hay bị như vậy ờ, con của tôi con tôi Sao Con ơi Con không sao con làm sao không vậy Không sao con không sao Hả? Con đầy bụng quá thôi Hey, khi đó nhìn bà rất trẻ trời ơi con cái thật là vô ích ơi hey, những đứa con gái vô ơn xin hỏi ai vậy à bệnh viện hả sao bác sĩ kim sinh hôm qua đời rồi à ổng chứ Kỳ hôm đó anh đã gặp ông ấy Anh không biết lần đó là lần cuối cùng còn Anh chứ Tất nhiên rồi Nếu như anh xem ông ấy giống như ba của anh Thì cũng giống như ba của em vậy à, Là ông ấy gọi Dạ con chào bác Con xin lỗi vì đã quá bận không còn về bác sĩ Kim Sơn Hô không À bác cũng mới nghe tin bác cũng định đó ngay bây giờ nè con có đến không vậy? Vậy, vậy trời ơi bác đoán là chúng ta sẽ gặp nhau ở đó mà hẹn gặp con ở tăng lễ nha dạ dạ ba của cậu bé đó hả ừ anh không quan trọng gì với em hết đúng không anh nói cho em đôi khi cũng giống như công việc của em vậy thôi và điều đó làm cho anh thức nhận đáng lẽ anh ấy phải biết mình yêu anh ấy như thế nào chứ muộn rồi mà anh ấy còn đi đâu nữa cô <laughs> ấy nghĩ mà chẳng đời gì vậy tại sao lại cưới mình chứ <laughs> chán rồi, Bỏ người ta, hả, <laughs> ở đây cũng không đông khách lắm nhưng mà ba của cậu bé đã quyết định tặng trái tim của con mình cho anh vẫn chưa tới sao ông ấy sẽ tới mà dù cho khi đó con trai của ông ấy đã chết rồi thì em vẫn thắc mắc không biết của con mình cho một người lạ thật ra Trước kia, anh chỉ cảm thấy là bản thân mình phải biết ơn. Nhưng mà sau khi anh có hai văn, anh đã cảm nhận ra được chắc chắn đó là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với bản dạ. thân. Dạ. Em cũng đồng ý với anh. Đúng đồng ấy phải tới rồi chứ. Tôi rất... Gia đình chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều. <laughs> Chắc là ông ấy vẫn chưa tới rồi. Ờ, à, sơn con làm cái gì ở đây? Con tới chia buồn. Con cũng không biết là ba biết... Ờ... À, ông ấy là vị bác sĩ mà ba đã tìm kiếm trước kia có phải không? Đúng vậy. Con nói... À, thật ra thì... Con không có quen biết với bác sĩ đó. À, là ba sao? Tôi không biết cậu lại là bác sĩ Kim Sơn Hồ. Rồi. bà đợi chút đã tránh đường ra hãy coi như chúng ta không gặp nhau à trời ơi con đã gọi bác nhiều lần <laughs> con đã ở đâu vậy con đang ở phòng chờ dành cho khách phòng khách hả bác mới tệ trong đó ra mà 혹시 ừ. 이름이 화보님.